Rồi em xin chào tất cả mọi người nhé. Em lại thay cái máy này. Đấy, cái này là máy cắt dây dù phiên bản nâng cấp nha. Đây. Thì ở đây đợt này em sẽ nâng cấp lên cái thanh đồng này, cái thanh trụ đồng này, cho nó cứng cáp này, nó chuyển điện tốt hơn. Rồi thêm nữa là cái phần kẹp lưỡi dao đó. Ở đây nó có một cái rãnh, mọi người mở cái ốc lục giác này ra lỏng ra thôi, mọi người thả lưỡi dao vô cái rãnh này, mọi người siết lại nha. Rồi ok, như vậy thì nó ổn định hơn và nó truyền nhiệt tốt hơn, truyền điện tốt hơn luôn. Rồi thì khi mọi người nhận máy, mọi người cắm điện 220. Phía sau này nó có cái giắc quạt này, quạt trên còn nguồn dưới. Cái giắc nguồn này mọi người cắm hết cỡ nha, đó, cắm sát nhất có thể nha. Rồi xong đó mọi người bật nguồn này, rồi quạt nó sẽ quay. Nhiệm vụ của quạt nó sẽ hút cái mùi hoặc là cái khói ra xa khỏi cái người cắt nha. Rồi, sau đó các bạn dẫn đi đâu các bạn dẫn. Rồi tiếp theo các bạn chỉnh nhiệt lên, các bạn hết cỡ lên. Đó, cho nó đỏ lên nha. Ở lần đầu tiên khi các bạn mà thay lưỡi á, thì các bạn đỏ hết lên thì cái lưỡi nó sẽ cong sang bên. Sau đó các bạn tắt đi, các bạn mở ra, các bạn lôi cái này ra, lôi cái lưỡi cho nó giãn này, tại vì có nhiệt vô thì nó sẽ bị giãn. Rồi thì cái mức nhiệt này lớn nhất mọi người có thể chỉnh giảm lại tùy với cái sản phẩm nha, không phải lúc nào nó cao quá nó cũng tốt đâu. Rồi đây em cắt nha. Đó, mọi người thấy không, khi nó cao quá thì nó sẽ lửa nó sẽ bùng lên liền, còn mà mình để thấp thì nó sẽ đỡ hơn. Đó. Cái tác dụng của cái chỉnh là như vậy, cái này quá. Rồi em cắt thêm một cái dây tròn nữa nha. Đó, mọi người để vừa phải thì nó sẽ không sinh ra cái lửa nha, nó sẽ không làm cháy đen sản phẩm. Rồi theo cái lưỡi nó giãn ra thì mọi người tiếp tục, mọi người mở ốc ra, mọi người kéo giãn cái lưỡi ra lần nữa nhé. Rồi thì ở đây em có gửi kèm một cái lưỡi dẹp này và một cái lưỡi dạng tròn, mọi người cắt cái nào phù hợp với cái sản phẩm thì mọi người cắt nha. Rồi tuyệt đối là không được thay cái dây khác nha, cái dây lớn hơn là cái máy nó sẽ không chịu nổi công suất và nó sẽ cháy nha. Mọi người sử dụng đúng các loại em gửi, nếu hết thì bà em gửi thêm thôi. Rồi video thì đến đây em xin tạm dừng nha. Mọi người có nhu cầu sử dụng máy thì liên hệ với em, số điện thoại em sẽ để ở phần tiêu đề luôn. Mọi người cứ kết bạn Zalo với em nhé. Rồi như thế nào thì em sẽ tư vấn thêm kỹ càng cho mọi người. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.